Melsee và Bruno. Uống nước xong thì thò chân vào, té. Mệt quá nhỉ. Xì mệt quá. Đây, cho xem ngắm hai con ở trên cục khung hình. Thôi nô ra chơi với bạn đi. Thích ngồi gần hơn hả? Ngó cái mặt đi cho nô này. Rồi, mặt nô rũi vào cái gì mà tại sao nó lại chán nô nó lại bắn thế này? Hả? Tại sao chán nô nó lại bắn thế này? Mặt rũi vào cái gì? Nghe nô thở. Cho nô đồ chơi mà nô không nghịch à? Răng nô vẫn vàng y nguyên kìa. Hả? Trời ơi. Mệt quá nhỉ. Quay là sao để cho nó có được cả hai chúng ta. Tí xích ra đây tí. Thôi lâu cứ nằm yên. Tí xích ra đây. Làm tốt. Xích ra. Ngồi lên, ngồi dậy. Để làm sao để có ảnh ở trong video kìa. Không, quay mặt về đằng kia. Mệt thế hả? Xì xích đây. Xích đây. Tiến đây. Tiến nữa đây. Con nô mất chỗ rồi. Thế nô sang bên này. Nô. Nô ơi. Nô sang bên này nào. Kiếm đầu nhầm thế. Chắn này, chắn hết video. Ok, hai đứa nghỉ một tí đi. Nghỉ, nằm yên đấy nghỉ. Nằm yên đấy nghỉ đi. Nghỉ một tí đi. Rồi làm lại. Nếu thích. Thôi ra đấy nằm nghỉ đi. Thank you.
Ừ, nằm yên. Lùi lại đây. Nào, nằm xuống đấy. Nằm xuống, nằm xuống. Ok, phải rồi. Nào đấy, không, nằm yên đấy. Để anh để máy quay ở đây. Rồi chúng ta phải nằm xích lại một tí thì mới được. Xích đây. À, phải rồi. Ok. Lật bên kia. Nằm xuống, nghiêng nghiêng. Bên này. Phải rồi. Làm thế. Ngồi dậy. Ok. Nằm yên, nằm yên. Bên này chắc là được cả hai đứa. Thằng Kỳ nó đang đòi ra chơi đấy. Con nấm của nó hôm nay mọc lại rồi đấy. Ừ. Nằm quay mặt về đằng trước được rồi. Phải rồi. Quay mông lại đây. Ừ. Không, quay mặt về đằng kia cơ. Quay mặt về màn hình kia kìa. Hay nằm kiểu dở hơi, dở răng răng mỗi bên một nửa này. Nào, nằm xuống. Đổi bên. Không xoay chân kiểu này, nằm yên. Nằm ra, nằm ra. Không, cũng nghiêng về bên này, nghiêng về bên kia. Thế để chỉnh lại cái mông. Nằm nào. Nằm này hả? Chổ. Thầm. Rồi, lại đi với bạn gái đi. Đấy, cho mọi người ngắm cặp Bruno Melsee ở trên cùng một video. Hy vọng là cái video có thể quay được mặt của cả hai con. Hôm nay nóng quá. Được mấy ngày mát thì đến hôm nay nó lại nóng. Ngồi chơi không toát mồ hôi. Ok, hy vọng là cái cặp này nó sẽ lần này nó sẽ ok. Đẹp bằng hoặc là đẹp hơn lần trước. Chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.